Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip test sản phẩm của ngày hôm nay gửi cho một vị khách hàng đến từ thành phố Hà Nội. Vâng, cửa hàng xin test một chiếc âm ly Đờ Nông có mã là PMA890D để gửi cho vị khách đến từ 186 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Vâng, sau bài test này thì 4 giờ 30 phút buổi sáng sớm ngày mai, cửa hàng sẽ gửi xe khách cho anh và trong 7 giờ anh sẽ nhận hàng. Cửa hàng đang kết nối cùng với một chiếc âm ly là một cặp loa Onkyo Monitor 2001 mới về và một chiếc đầu Sony, vâng, một chiếc đầu phát Sony phía sau 338 ESD, vâng, với mức tiền tầm trung. Và tại thời điểm này thì chiếc âm ly Đờ Nông 890D có giá là trên 10 triệu, dưới 15 triệu. Vâng, sau đây cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh cùng vào thẩm âm và đánh giá chất âm của sản phẩm mà cửa hàng xin test gửi quý khách. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin test gửi anh Thông. Anh có địa chỉ là 186 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, một chiếc âm ly Đờ Nông 890D. Vâng, trước khi gửi hàng cho những vị khách hàng ở xa, cửa hàng xin test một bản nhạc và quay chi tiết. Vâng, do bụi bẩn nên cửa hàng cũng chưa hề vệ sinh. Ngày mưa, tình nhật trời mưa.
đời còn cho ta được ngày vui, ước mong lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay và những lúc mưa gọi thương nhớ đời. Gọi thương nhớ đời và những lúc mưa gọi thương nhớ xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.